Em xin mến chào anh chị và các bạn thích game Mai Vàng. Trước tiên em xin được chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng với gia đình luôn luôn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn, an lành và hạnh phúc ha. Thì ngày hôm nay là 19 tháng 1 âm lịch năm 2024. Thì em cũng trở lại chăm sóc và tưới kích rễ cho cây mai bị suy sau khi em xử lý và em trồng lại được 2 ngày ha anh chị. Thì bước vào thời điểm đầu năm này, công việc của em cũng khá là bận, cho nên có những tin nhắn bình luận của cô chú anh chị và các bạn hỏi em liên quan tới vấn đề chăm sóc cho cây mai, thì em trả lời không được nhanh lẹ, hay có những cuộc gọi mà anh chị mình gọi trực tiếp thì cũng có cuộc gọi lúc em rảnh thì em nghe, nhưng cũng có những cuộc gọi lúc em đang bận công việc em không nghe được. Thì cũng mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm cho em ha. Thì đối với việc chăm sóc cho cây mai vàng sau Tết thì có rất là nhiều vấn đề ha anh chị. Như là có những anh chị xả tàn thì cây nó chậm phát triển ra cái chồi mới, cũng như có nhiều anh chị thì cây nó phát triển ra chồi mới thì lá quăng queo rồi dị tật đủ kiểu, nói chung là rất là nhiều vấn đề. Cũng như sau Tết thì có rất là nhiều cây mai nó bị suy yếu. Thì em cũng sẽ cố gắng làm clip chia sẻ mỗi ngày để cho cô chú anh chị và các bạn mình xem để tham khảo. Nếu như chúng ta có rơi vào những cái trường hợp giống như vậy thì chúng ta cũng có biết cái cách để chúng ta chăm sóc cho cây mai của mình đó. Còn bây giờ thì không mất nhiều thời gian, em cũng xin được đi vào chi tiết chia sẻ cũng như pha thuốc và tưới thực tế cho cây mai nó bị suy mà em xử lý hôm trước để cô chú anh chị và các bạn mình xem cũng như theo dõi ha. Và cũng mong cô chú anh chị và các bạn xem video, mọi người hãy ấn tặng cho em một lượt like để tiếp thêm động lực giúp cho em chia sẻ ngày càng tốt hơn. Cũng như những anh chị và các bạn mới biết kênh của em, nếu như yêu mến và tin tưởng thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và nhấn vào chuông thông báo chọn tất cả để mỗi khi em đăng clip anh chị mình sẽ đón nhận được ha. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Đó thì trước màn hình anh chị mình xem, đây là cái cây mai suy mà hôm trước em có làm clip chia sẻ đến với anh chị cái cách xử lý trước khi chúng ta trồng lại lên chậu để phục hồi giúp cho cây nó phát triển trở lại ha. Thì hôm chiều ngày 17 em đã xử lý côn tàn cũng như xịt rửa cái bộ rễ cho sạch sẽ, và em bóng bỏ những cái đầu rễ đen hư. Sau đó em tiến hành trộn chất trồng mới, đó là trấu và sơ dừa, tỷ lệ 5 năm ha, để em trồng lại lên chậu và em tưới đẫm nước một lần. Thì hôm nay là chiều ngày 19 là được 2 ngày ha anh chị. Thì chất trồng nó cũng đã ráo nước rồi, nó có cái độ ráo rồi, thì em sẽ tiến hành pha kích rễ để em tưới cho cây để kích thích những cái rễ cám nó phát triển ra. Thì khi đó cây mai chúng ta nó mới phát triển chồi mới ra được ha. Thì cây mai này nó suy, nó yếu cho nên em mới trùm lưới ha anh chị. Em dùng lưới lan em che để hãm bớt nắng 100%. Em để trực tiếp ngoài vườn và em che lưới lan như thế này. Còn những cây mà nó khỏe mạnh, kể cả những cây mà mới bứng ha, mới bứng từ bầu đất về em xử lý em trồng lên chậu, hay những cây nuôi thuần mà khỏe mạnh thì sau khi mà em xử lý và trồng lại thì em không có trùm lưới gì hết ha. Em để trực tiếp 100% nắng như thế này để cho cây nó phát triển, chứ em không có che trùm gì hết ha anh chị. Đó, anh chị mình thấy ha, tất cả không có cây nào mà phải che lưới hết á, chỉ ngoại trừ cây mai này của anh khách ảnh đem đến là nó bị suy thì em mới phải che cái lưới lan để hãm bớt cái ánh nắng trực tiếp. Còn lại tất cả là em không có che chắn gì ha, nằm giữa ngoài trời nắng như thế này. Như những cây này hôm trước Tết em xả tàn, em cũng để trực tiếp ngoài nắng, thì tới ngày hôm nay là chồi, là cái chồi của cây một nó đã phát triển tốt ra như thế này rồi. Khi chúng ta để trực tiếp ngoài nắng như thế này, những cái chồi mới nó phát triển ra
thì nó rất là khỏe ha. Còn chúng ta lo sợ cây nó khô nó chết thì chúng ta che, chúng ta trùm. Khi mà những cái chồi mới nó phát triển ra, chúng ta đưa ra ngoài nắng, gặp ánh nắng trực tiếp đột ngột thì những cái chồi nó sẽ bị héo, bị teo, rồi nó cháy lá đủ kiểu hết anh chị. Em thì ở vườn em là cứ cây khỏe mạnh là em xử lý xong là em để trực tiếp như thế này ha. Mỗi ngày em phun mát cho cây, và cứ một tuần là em tưới kích rễ cho cây một lần, cho đến khi mà nó đâm chồi mới ra ha. Thì ở vườn em tới ngày hôm nay nó cũng đang còn bề bộn lắm anh chị, chưa có gọn được ha. Cũng như em chưa có tranh thủ thời gian để em đi lấy cây mới về thêm cho vườn, cho nó đủ ở vườn. Do mấy ngày nay thì cũng có mấy anh khách ở gần, ảnh nhờ cứu mấy cây mai si ở vườn ảnh, thì cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đi xử lý giùm cho mấy ảnh sớm. Thì tới ngày hôm nay là đã xong rồi, thì em tiếp tục trở về vườn chăm sóc. Như tranh thủ một hai hôm nữa em phải đi lấy thêm cây mới về để cho đủ ở vườn ha. Thì ít bữa em lấy cây mới về em cũng quay cho anh chị mình xem cái cách xử lý và trồng lên chậu như thế nào. Để anh chị mình có mua những cây mai mới bứng thì anh chị mình cũng biết cái cách để chúng ta xử lý và trồng lên chậu cho cây nó phát triển ha. Đó, còn trở lại tiêu đề chính của clip ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay em tưới kích rễ cho cây mai si này. Thì hôm trước em đã chia sẻ đến với anh chị là em sử dụng cái siêu kích rễ A24 để em tưới và chăm sóc cho cây mai si này nó phát triển ha. Đó, công dụng của nó là phục hồi cây suy yếu ha anh chị. Và cái thành phần dinh dưỡng cũng như cái hướng dẫn sử dụng thì hôm trước em cũng đã có chia sẻ để cho anh chị mình xem trước rồi. Và hai ngày nay thì cũng có rất là nhiều anh chị hỏi em là cái siêu kích rễ này mua ở đâu, rồi em có bán không. Thì em không có bán ha anh chị, em không có bán cái phân thuốc gì hết ha. Cái này em cũng phải mua về để em sử dụng ha anh chị. Thì hôm trước em thấy có nhiều anh em nhà vườn người ta sử dụng, người ta chia sẻ thấy hiệu quả hay, thì em cũng xem cái số điện thoại rồi em điện em mua, chứ em không có bán ha. Thì em mua để em sử dụng chăm sóc cho những cây mai si ở trên vườn của em. Thì em cũng quay thực tế để cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem và theo dõi. Thì cô chú anh chị và các bạn mình thấy hay thì chúng ta có thể mua để chăm sóc cho cây mai của mình. Và em thấy ở trên nhãn chai này thì có in cái số điện thoại của cái anh cửa hàng ảnh bán ha. Thì cô chú anh chị mà muốn có nhu cầu mình muốn mua thì gọi vào cái số điện thoại của cái anh cửa hàng này là 0334105642. Thì anh sẽ tư vấn và anh gửi hàng cho cô chú anh chị và các bạn mình ha. Thì ngày hôm nay em pha cái A24 này và em kết hợp thêm cái Ridomin Gold để em tưới cho cây mai này, một cử đầu tiên ha. Bởi vì cây mai này là nó bị suy, cho nên sau khi em xử lý trồng lại, em tưới nước đẫm rồi, thì ngày hôm nay cái cử đầu tiên tưới kích rễ em sẽ kết hợp cái Ridomin Gold em tưới để diệt nấm khuẩn ở trong chất trồng, cũng như diệt nấm khuẩn ở trong cái bộ rễ, giúp cho bộ rễ nó nhanh phát triển hơn. Và em chỉ sử dụng cái Ridomin Gold một lần ha, một lần. Còn những lần sau thì em chỉ sử dụng một mình cái siêu kích rễ này để em tưới cho cây ha. Đó, thì bây giờ em sẽ tiến hành pha và tưới trực tiếp để cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem. Thì cái liều lượng của Ridomin Gold là một gói, đối với chúng ta sử dụng tưới ở gốc là một gói Ridomin này chúng ta pha cho 40 lít nước ha. Thì ở đây em pha cho một cái thùng B 20 lít để em sử dụng là nửa gói ha anh chị. Đó, em pha cho 20 lít tại vì em chỉ có một cây này thôi, thì em pha cho nửa gói này. Còn cái liều lượng của siêu kích rễ A24 là
nhà sản xuất người ta ghi ở trong đây, một nắp chai pha cho 10 lít nước. Thì em pha 20 lít là em sử dụng 2 nắp ha. Đó, bây giờ em sẽ chế cái thuốc cho vào cái thùng để em quậy lên em tưới cho anh chị mình xem ha. Thì trước tiên em sẽ pha cái siêu kích rễ A24. Đó, em pha cho một thùng 20 lít thì em sử dụng là 2 nắp ha. Đây, em pha cho thùng 20 lít em sử dụng là 2 nắp. Một nắp. Thì đây là cái liều mà chúng ta sử dụng cho cây cây bị suy ha anh chị. Cây bị suy, bị yếu. Còn nếu như cây khỏe mạnh bình thường thì anh chị mình sử dụng 1cc cho 1 lít nước ha. Thì bữa em mua em có hỏi cái anh chủ cửa hàng bán, ảnh nói là cây bị suy thì mình sử dụng là cái liều 2cc cho 1 lít nước. Còn cây mà khỏe mạnh thì chỉ cần sử dụng 1cc pha cho 1 lít nước. Chúng ta tưới để kích rễ cho cây. Và có thể sử dụng để dưỡng rễ cho cây theo định kỳ. Mỗi tháng chúng ta tưới một lần. Bởi vì trong cái siêu kích rễ này nó có bổ sung NPK trong đây ha anh chị. Đây nè anh chị mình nhìn thấy ha. 3% đạm, 13% lân và 3% là kali. Nó có bổ sung NPK trong đây ha. Thì chúng ta có thể sử dụng để dưỡng rễ định kỳ cho cây, giúp cho cây nó tăng cường cái bộ rễ được khỏe hơn. Đó, còn cái phụ gia mà để kích thích cho rễ nó phát triển 100% thì mình không biết nó là cái gì ha. Tất nhiên là nó phải có hiệu quả thì người ta mới đưa ra người ta bán trên thị trường được ha anh chị. Đó, thì em đã chế 2 nắp siêu kích rễ ha. Còn bây giờ em sử dụng Ridomingol. Thì cái xô 20 lít em sử dụng nửa gói ha. Một gói này pha cho 40 lít thì em sử dụng là nửa gói cho 20 lít. Đó, chúng ta sử dụng nửa gói. Rồi, anh chị mình quậy cho nó tan ra hết ha. Quậy cho cái Ridomin này nó tan ra. Chúng ta tưới cho cây. Tưới đều cái bầu chất trồng của cây ha. Như tưới đều xung quanh cái bầu rễ để nó diệt nấm khuẩn ở rễ và diệt nấm khuẩn ở chất trồng ha. Thì nó sẽ giúp cho cái bộ rễ của cây mai chúng ta nó nhanh phát triển. Và em chỉ tưới Ridomin một lần duy nhất ha anh chị. Em chỉ tưới một lần. Đó, thì sau khi em đã quậy tan cái thuốc thì em tiến hành tưới cho cây. Thì cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem ha. Đó, chúng ta tưới cho nó thấm đều trên cái bầu rễ và cái chất trồng ha. Thì sau khi mà em tưới cái cử kích rễ và Ridomingol đầu tiên này thì cách một tuần sau em trở lại em chỉ sử dụng một mình cái siêu kích rễ em tưới ha. Lần sau là em chỉ tưới một mình siêu kích rễ, em không tưới Ridomin nữa ha anh chị. Chúng ta tưới cho nó thấm đều ha. Cái cây này của em nó khá là bự nên em tưới 20 lít ha anh chị. Tưới 20 lít mới đủ. Đó nãy em tưới nữa bên kia. Giờ em quay qua em tưới nữa bên này ha. Chủ yếu là anh chị mình tập trung vô cái bầu rễ của cây ha.
ta tưới để cho nó thấm đều vào cái bầu rễ của cây, nó vừa diệt nấm khuẩn và cái lượng thuốc kích rễ nó thấm vào cái bầu rễ của cây ha, để nó kích thích cái bầu rễ. Đó. Rồi. Và mỗi ngày thì anh chị mình mỗi phun mát trên cái thân cành cho cây ha. Mỗi ngày chúng ta mỗi phun mát trên thân cành cho cây. Đó rồi. Và mỗi ngày thì anh chị mình đó, và sau khi mà anh chị mình đã tưới kích rễ cho cây thì cứ mỗi ngày anh chị mình mỗi phun mát lên cái thân cành cho cây ha. Anh chị có thể phun mát trên thân cành cho cây một ngày hai lần. Sáng anh chị mình phun một lần, chiều anh chị mình phun một lần. Còn ở dưới cái chất trồng thì anh chị mình thấy cái chất trồng nó có cái độ khô ráo thì anh chị mình chỉ phun nhẹ. Chúng ta tưới nhẹ để giữ ẩm cho bộ rễ của cây ha. Chứ chúng ta không tưới nước quá nhiều ha anh chị. Đối với những cây mai mà nó bị suy yếu thì anh chị mình phải hạn chế nước tưới ở trên chất trồng cho cây ha. Chúng ta phải giữ chất trồng có cái độ khô ráo thì cái bộ rễ nó mới nhanh phát triển. Tức là độ ẩm vừa đủ, chứ không phải anh chị mình để cho nó cái chất trồng nó khô queo ha. Nó luôn luôn có độ ẩm nhưng mà vừa đủ. Đừng có để cái lượng nước mà nó ướt chèm nhẹp, và cũng đừng để khô quá ha. Đó. Đó thì ngày hôm nay cũng nhân tiện em tưới kích rễ lần đầu cho cây mai bị suy. Sau khi em khắc phục và trồng lên chậu thì em cũng quay thực tế để cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem tham khảo. Thì clip chia sẻ tới đây em cũng xin được tạm dừng để em tranh thủ phun mát cho những cây mai trên vườn của em. Thì hy vọng cũng sẽ giúp ích được cô chú anh chị và các bạn một phần nào trong việc trồng và chăm sóc cây mai. Và cuối clip một lần nữa em cũng xin được kính chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn, bình yên và hạnh phúc ha.